Hôm nay mình sẽ review cho bạn thấy cái địa điểm của dốc Nông Cây ở Bù Đăng. Nó là ở xã Thống Nhất Bù Đăng, nằm trên trục đường DT755B nhé bạn. Đoạn sau Bọng Đăng Hà, nối từ quốc lộ 14 đi về Cát Tiên, Lâm Đồng nhé bạn. Wow, khung cảnh rất đẹp đúng không bạn? Nắng lên thì mây nó tan à, chứ hồi nãy là mây quá chừng là mây luôn. Thì địa điểm này mình có thể là mình check in chơi hoặc là mình cắm trại, nhưng mà tụ tập đông thì sẽ bị cơ quan chính quyền địa phương tới giải tán các bạn. Thì địa điểm này bữa giờ cũng nghe nói là gây mất ồn ào trật tự nè. Ở phía xa mình là sẽ là cái con đường nhé bạn. Bên kia là con đường, ở trên là cái vực. Rồi, mình sẽ đi một vòng cho bạn coi luôn. Wow. Nhìn không khác gì ở Đà Lạt luôn các bạn ơi. Cái điểm này đẹp quá các bạn ơi. Thì phía xa xa mình là cái vực, thì mình có thể thấy được mây luôn các bạn. Thì bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi. Cái đoạn này là đoạn dốc 5 cây. Góc này quá đẹp luôn các bạn.